Làng Miêu Piasa tại tỉnh Quý Châu có thể xem là một trong những bộ lạc người Miêu nguyên thủy nhất ở Trung Quốc. Đàn ông mặc đồ màu đen dệt từ vải bố, thắt lưng đeo kiếm, vác súng trên vai. Họ không cắt tóc mà cạo đầu bằng liềm. Tóc hai bên đầu được cạo bỏ chỉ để lại chùm ở giữa. Người ta nói chùm tóc trên đầu tượng trưng cho một cái cây, một thứ người Miêu tại đây tôn thờ như một vị thần thánh. Tại ngôi làng đầy bí ẩn của người Miêu này còn giữ lại truyền thống đàn ông săn bắn, phụ nữ trồng trọt dệt vải. Truyền thuyết về ngôi làng này thật sự rất thú vị, không thể nào diễn tả được bằng lời. Video này mời mọi người cùng Phương đi khám phá bộ lạc người Miêu tại làng Piasa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đây là một vùng đất rất là thú vị ở vùng núi của Quý Châu, một nơi mà người ta được sử dụng súng và phụ nữ sẽ đi tìm chồng, đặc biệt là người nam thì sẽ có vợ nhỏ. Hôm nay mọi người cùng với Phương đi tham quan cái khu du lịch Piasa ngay ở phía đông nam của Quý Châu nha mọi người. Vào đây thì phải mua vé, và vé là 60 tệ một người. Người ta sẽ có một chiếc xe buýt này để đưa mình lên trên cái làng đó. Có khá là nhiều người ở trên xe rồi. Người Việt Nam duy nhất đến đây để du lịch có phải không mọi người? Vì nơi này quá là cao, nằm ở trong một cái vùng núi rất là cao và rất là xa. Đặc biệt là nghe nói đến dùng súng thì mình cũng rất là nhạy cảm, nên là sẽ có ít người muốn đến đây để du lịch đúng không? Đây lại là một cái biểu tượng của người cầm súng nè, một cái biểu tượng của người dân tộc Miêu ở vùng này. Thì người ta đã lấy một cái câu chuyện như vậy để là một cái điểm nhấn trong cái khu du lịch này. Ở trên cái cục đá này thì có ghi là Piasa. Người Hán thì sẽ đọc là Piasa, nhưng mà người Miêu ở đây thì sẽ đọc là Piasa, có nghĩa là cây cối tốt tươi. Thì ở đây cây cối gắn liền với câu chuyện tâm linh của người Miêu ở đây. Tí nữa Phương sẽ kể cho mọi người nghe tại sao cái cây lại gắn liền với đời sống của người Miêu ở đây nha. Đến đây thì Phương đã thật sự thấy những cụ ông ngồi đây và cầm những cái súng rồi mọi người. Xin chào, chào. Quý vị mua sao mà? Quý mua quý là phải sao à? Ồ, cái gì nào, phải sao? Các ông sẽ cho mình mượn súng để chụp hình miễn phí, không lấy tiền. Mà nói là có thể bán thử xem không, thì ông nói là bây giờ không bán mà tí nữa. Và trong kia thì sẽ có biểu diễn. Mà đây là cái súng thật nha mọi người. Đây là cái súng thật. Mình không biết sử dụng nên là phải cẩn thận. Cái này là gì? Đây là trang hồi hộ à? Trang hồi hộ. Ồ, đây là hồi hộ. Đây là hồ chế à? Công việc của các chú là hàng ngày sẽ ra đây bắn súng và biểu diễn. Nghe nói được trả lương nhưng mà không nhiều lắm. Ngoài ra thì có thêm thu nhập từ tiền tiếp của khách du lịch trong việc chụp ảnh và cho mượn súng. Ban đầu thì chú nói với Phương là không cần phải trả tiền, nhưng sau khi chụp ảnh xong thì chú nói là gửi cho chú ít tiền để uống rượu. Chú nói cho ít tiền để uống rượu thì đúng là ít thật. Tiền tiếp thì có thể cho hoặc là không cho, chỉ từ 1, 2 hoặc là 5 tệ thôi. Tụi mình thì không có tiền mặt, chú thì lại không có WeChat để quẹt chuyển tiền. Vậy là tụi mình phải đi hỏi khắp nơi để có thể đổi được tiền gửi cho chú. Wow, không chỉ có súng mà phía này còn có dao nữa. Ở khắp nơi đều có súng luôn. Và ở đây nữa nha mọi người. Mình thấy ở đây thì cả phụ nữ và đàn ông thì đều có mái tóc rất là đặc biệt. Phụ nữ thì tóc rất là dài. Còn có cái gì phải sao thì thú ba mà? Vậy là gì? Có phải sao thì thú à? Thì đầu tóc của anh này rất là đặc biệt. Có một cái chỗ dài ở trên và ở dưới thì đã được cạo sạch rồi. Người đàn ông nào cũng sẽ có những cái thùng, cái đồ để đựng đàn. Một cái dao. Đây là cái gì?
谁的魅力大啊、哦？比如说啊，我一根相思带，我就是一个女生喜欢送给我的，我要六个就是六个。八个就是表示这个就是是有女生多就是这个意思。你带刀干嘛？你带刀上山？我们带刀就是上山砍柴捧路什么给我们通用。哇，你枪呢？啊？你有枪吗？枪有，怎么没有枪呢？这里每个人都有吗？每一个男人都有枪。那这里平时他有枪做什么？枪以前是打猎防山防寨。现在保护动物了，就是我们就拿到枪，就是我们表演用的道具。现在就说中国最后一个持枪部落就允许我们这个村带了枪，然后就是现在就是表演用的道具。哦，是用表演。嗯，还有你头发怎么和别的民族不一样？我们这种民族从古代来祖宗来就是留了上面一个一天的一个揪揪啊，把两边上的这个杂草擦掉，我们就是长着一棵树一样，把两边杂草拔掉，然后让了那棵树更加成长。你这个道具做什么用呢？你用你那种话说了啊，越南话啊，该刀该腰我按用的两句啊。啊，因为我们这刀是、经常带的，然后我们上山砍柴和捧路，我们就需要它用，我们就每一天我们都常带。不要动大，哇哇！我们这边带刀带枪从来没有发生任何事情。现在国家为了开发旅游区，就是为了旅游发展。把我们这个民族就开发了一个旅游村寨，就拿枪拿刀就从来没有发生战争。现在就国家就允许我们这个部落就持枪带刀带枪什么都没事啊。谢谢大哥，谢谢你，小心点。好，谢谢。哇啊，可以吗？安rút dao ra và đứng bên cạnh nói chuyện thì thật sự làRất là run luôn mọi người. Thì nhờ nói chuyện với anh trai mà Phương cũng biết được rất là nhiều điều thú vị. Tức là lúc nãy đang nói dở là cái đai mà người ta đeo ở phía sau đó, thì ai mà có nhiều cái đai như vậy thì chứng tỏ là người đó có nhiều bạn nữ. Và cái tóc thì mình thấy rất là lạ, là người ta sẽ giữ một chùm tóc ở trên đầu. Trên đầu rồi hai bên thì sẽ cạo đi. Thì cái chùm tóc đó cũng biểu tượng cho một cái cây, thì hai bên thì phải dọn cỏ đi để cho cái cây đó phát triển, rất là hay đúng không? Còn cái dao thì ngày trước người ta dùng để phát rừng, dọn rẫy đi làm việc, bây giờ thì cũng đeo như vậy để là một cái biểu tượng của người dân tộc Miêu ở đây, rất là thú vị. Thì nhờ vào đây mà Phương thấy là cái bản sắc dân tộc của người Miêu thì được bảo tồn nguyên bản ngay tại cái khu du lịch Ba Sa này.Rất là thú vị, nhưng mà cũng hơi sợ đó. Nếu mà mọi người đã xem đến đây thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, thả tim và bình luận ủng hộ Phương cho cái video này nha. Một điều rất là thú vị là ở Trung Quốc thì con trai rất là khó tìm bạn nữ. Nhưng mà ở đây thì bạn nữ sẽ đi kiếm chồng, tự đi kiếm chồng.Và nếu mà thích thì sẽ tặng một cái đai như vậy. Không biết là ở người Miêu ở trong cái khu này thì tỷ lệ nam nữ thế nào, nhưng mà Phương thấy một người nam thì lại có rất là nhiều cái đai như vậy, chứng tỏ là có nhiều bạn gái. Không biết là có thật hay không, hay là người ta chỉ tự làm, tự mua, tự đeo lên để thể hiện mình là có nhiều bạn nữ hay không. Cái này thì Phương cũng không chắc nữa.Thì mình có thể thấy là người nam thì sẽ đeo rất là nhiều dây đai tương tư, cái này gọi là đai tương tư. Thì anh trai này thì Phương thấy có 8 cái, tức là tượng trưng là anh này có 8 người bạn nữ. Còn anh này thì nhiều hơn. Anh này thì nhiều hơn. Có vẻ là hơn 10 cái đai tương tư như thế này. Mỗi đai là một bạn nữ tặng cho anh này, tức là...一根一个人送，一根一个人送。是不是你自己挂的？
大哥，是不是？啊、说话。他不好意思。认识，他说认识。他不啊？说了，说了。他不好意思，不好意思。不好意思了。他不好意思，算了。以前认认真的干，我是老家没有。结了婚还可以说吗？可以啊，结了婚四十以上啊，还有。老婆都不管。你老婆不生气吗？不会生气，不会生气啊。老婆也不和你。有一个是真的，就是谈恋爱的。外面有几个是谈恋爱的，自己家里一个老婆，外面有几个谈恋爱。对呀、啊，可以这样是吧？对呀、啊。哦，好地方，好地方。好地方。啊，với người Miêu thì hầu như phụ nữ nào cũng biết may vá theo thùa cả. Ở đằng sau Phương thì có một vài bạn nữ đang đến đây để chuẩn bị thực hiện tiết mục ca múa biểu diễn ở trong cái khu du lịch này. À, thì Phương cũng thấy các bạn ấy đang ngồi theo hay là về cái gì đó. Thì bây giờ Phương sẽ đến để xem thử là các bạn ấy đang làm gì nha. Wow, có khá nhiều bạn nữ mặc đồ rất là sặc sỡ. Sao mấy mày này chỗ sao mà? Thì ra chỗ sao mà? Chuyên quá à, các bạn ơi. Chuyên quá trên nào lì? Của mình sẽ sang chuẩn là cái gì? 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 Của mình sẽ sang chuẩn那你有男朋友了吗？没有，没有。那家里开始做了吗？啊，家里开始做了吗？哦，是不是他做了双色带？是吗？是，是哈。你每天都来这里表演吗？就是隔一天来这边。哦，那什么时候上学？不上学了。不上学了？你多少岁了？二十多。哦，那啊，别的小朋友呢？他还上学吗？啊，上啊。哦，这里上好了，现在这里上班了。có rất là nhiều chị gái em gái ở đây và mặc đồ thì rất là sặc sỡ luôn. À, những cái trang phục màu đen này là làm từ bao bố đó mọi người. Phương thấy giống như bao bố. À, không biết tại sao cái phục này rất là lạ, mặc thì cảm giác rất là nóng luôn. Như bạn nữ thì còn đeo những cái vải theo ở bên ngoài thì có vẻ đẹp hơn. Còn nam thì mặc áo hầu như là màu đen như vậy thì toàn là bao bố thôi. Thì có lẽ là mùa mưa thì sẽ không bị ướt nhưng mà mùa nóng như thế này thì rất là nắng. Trong khi chờ đợi tiết mục chào mừng ở cổng làng thì Phương rất là ngạc nhiên khi thấy trẻ con được cầm súng thật và để tóc đặc trưng của người đàn ông ở Ba Sa. Trong tiết mục chào đón khách ngay tại cổng làng thì sẽ có tiết mục bắn súng, thổi kèn và các cô gái người Miêu sẽ nhảy điệu múa của người dân tộc Miêu. Tiếng súng có hai ý nghĩa, một là đón khách và xóa đi những mệt nhọc của khách, hai là nhắc nhở người dân làng có khách quý đến hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. Bây giờ mọi người hãy cùng Phương đi vào trong làng nha. À, lúc nãy trò chuyện với một vài người thì Phương biết được là các bạn nữ và các chú đến đây mỗi ngày biểu diễn hai lần, sáng là vào khoảng 11 giờ, chiều thì 2 giờ sẽ có biểu diễn ở đây. Nữ thì nhảy múa, còn nam thì bắn súng như mọi người xem lúc nãy. Thì mỗi ngày thì sẽ nhận được 30 hay là 60 tệ gì đấy, vài chục tệ. Còn vào những ngày lễ lớn thì có lẽ là lương sẽ cao hơn một chút. Thì đây là cũng là một công việc của họ. Ở trong khu này thì Phương thấy bán đồ ăn khá là ít, hầu như rất là ít luôn. Nên là trước khi vào đây thì cũng nên ăn uống rồi mới nên đi. Thôn này thì có khoảng hơn 500 hộ và khoảng hơn 2.000 người. Và Phương được biết là ở đây thì người ta sẽ kết hôn hầu như là trong cái thôn này thôi, chứ không kết hôn ở ngoài thôn khác. Thì rất là dễ có xảy ra việc kết hôn trùng huyết thống, tức là
bà con trong một họ sẽ cùng kết hôn với nhau. Thì xong cái hoạt động ca múa và bắn súng lúc nãy thì tiếp tục vào phía bên trong này là có một cái hoạt động rất là đặc biệt, đó là cắt tóc, biểu diễn cắt tóc của các người con trai ở đây. Và một điều đặc biệt, Phương thấy khá là đặc biệt, đó là họ để những cái hoạt động đặc sắc của văn hóa dân tộc rất là xa, thì bắt buộc mình phải đi tất cả các con đường ở trong cái thôn này. Thì trên đường thì mình có thể là mua đồ ăn, mua quà lưu niệm, hay là có thể là xem những người ở ven đường với những cái hoạt động truyền thống như là đang rổ các thứ, thì có thể là cho tiền họ nữa, không bắt buộc, nhưng mà nhiều du khách thì sẽ cho. Và dù là trong núi nhưng mà có thể thấy là đường xá rất là sạch, trong núi trong rừng luôn, nhưng mà mọi người có thể thấy là cái khu công viên này, khu du lịch này rất là sạch luôn. Vào đây thì phải mua vé. Hào, xin chào. Muốn vào trong này thì mình lại phải mua vé, thì vé vào cổng thì rất là rẻ thôi, chỉ có 60 tệ. Rồi mình muốn xem trải nghiệm những cái hoạt động mà mang ra tính văn hóa khác của người dân tộc Miêu ở đây thì phải mua vé khác. Phương thấy cũng vậy, cũng khá là ok. Nếu mà ban đầu nói vé luôn 100 tệ thì người ta có thể là nói là nhiều, nhưng mà vé 60 tệ thì cảm giác rẻ hơn rất là nhiều, đúng không? Wow. Phía trước thì có rất là nhiều người Miêu bạn nữ đến đây để biểu diễn, cũng có khá nhiều người đến đây xem. Múa khen là một điều bắt buộc phải biết đối với mọi cô gái người Miêu ở Trung Quốc. Ngay cả các cô gái người Miêu trong thành phố cũng sẽ biết. Múa khen sẽ được biểu diễn trong bất kỳ lễ hội lớn nhỏ nào của người Miêu. Các chàng trai ngoài múa khen còn thổi khen nữa. Riêng ở làng Ba Sa thì các chàng trai còn có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là bắn súng. Đến trễ rồi, cho nên là tiết mục mở màn đã bị kết thúc mục tiêu rồi. Vừa tới thì vừa kết thúc tiết mục luôn. Có khá là nhiều người vào trong này để xem cái tiết mục đặc biệt này. Ôi, bây giờ đến tiết mục thứ hai rồi nha mọi người.在座的帅哥还是比较多啊，那咱们的新郎看他们看上谁了。前排的这位小伙伴，这个朋友，帽子哈，或者把一些东西啊，让朋友帮忙拿一下。Các bạn nữ trong đoàn biểu diễn sẽ chọn bất kỳ một du khách là nam giới mà các bạn ấy thích để làm bạn nam, để diễn lại cảnh cướp chồng và đóng vai làm chú rể để tổ chức một đám cưới theo truyền thống của người Miêu. Rất 要不然咱们给两位递个啪啪投资好不好？这个声音就大了哈，可以吗？咱们用镰刀把四个头发剃掉好不好？把四周剃掉。thì mọi người rất là phấn khích, đang chờ cắt tóc của hai bạn nam này, một trải nghiệm khá là thú vị. Đợi xem thử là có cắt thật hay không nha mọi người. À, 大家可以给他们多拍几张结婚照哈，有个经验。Lỡ mà có gia đình rồi vào đây bị bắt thật thì chắc tiêu quá. Làm giống như là một cái đám cưới thật luôn. Sở thế, vì dạ mình đờ xin lớn, chỉ phú, chú xế, xeo dây. Thế giả nó hãy giao cua sủi cua hổ, quay chuyên, cho y vây giờ phân hậu, giao hổng hổng. Đằng sau thì ai cũng đang rất là phấn khích khi nghe MC nói là cô dâu chú rể phải uống 3 ly rượu dâu bôi. Và đây là rượu thật 40 độ. Không biết là hai chú rể bắt đắc dĩ này đang nghĩ như thế nào. Chắc là uống ly thứ hai thì đang nghĩ là thôi lỡ rồi thì làm tới luôn chứ biết làm sao. Nhưng mà đâu có biết là uống xong 3 ly rượu này lại phải tiếp tục mời đến bố vợ nữa. Nhưng mà may quá chỉ có bố vợ uống thôi, con rể thì không cần phải uống. Khi được đưa gói xôi tượng trưng là bánh hỷ này thì du khách có thể là đưa tiền hoặc là không đưa tiền. Phương thì không có tiền mặt, lại không có mạng để trả tiền, cho nên là tiếc quá, bánh hỷ này mình không ăn được rồi.
Tiết mục diễn ra như một đám cưới thật sự luôn, từ mời rượu cúng bái đến cả mời bánh hỷ cho quan khách. Ban đầu thì Phương thấy hai bạn nam này thật là may mắn vì đến đây chơi lại có cả vợ luôn. Nhưng sau khi biết phải bán tất cả các gói xôi mà ban tổ chức đã chuẩn bị như là bánh hỷ kia và lại không được dẫn cô dâu về thì Phương đã thay đổi suy nghĩ của mình. Lấy rồi mình có bao nhiêu tiền cho họ thôi. Biết của mình không có đem tiền, nhưng mà thấy trong đó là một gói xôi thôi chứ không có gì. Cái lì miên là gì vậy? Lì miên là gì vậy? Bộ khai gì vậy? Lô mì phà à? Bí chào bây giờ. Hả dư bố? Bên này hình như là ế hàng hả? Bí mất thay mắt à? Xoài cơ, xoài cơ. Xoài cơ, nì xuyên yếu cơ mà sức khỏe tuyệt tật. Yếu cơ. Yếu cơ. Chẳng mất mấy đông xe là? Yêu nữ bạn có rồi không? Không có. Không có rồi, thật tốt rồi. Bạn hỏi họ có thể đưa cái mỹ nữ về nhà không? Anh trai này thì đến đây du lịch thì trở thành một chủ đề bất đắc dĩ và phải đi bán những cái bánh này với người ta luôn. Thế này thì người ta biểu diễn một cái điệu hát của người dân tộc Miêu. Mai quả lắm. Nó có gì chưa là phôi ra mà. Nó vậy có gì mà. Hả? Có gì? Con xìa, con xìa. Thật sự là những người này là du khách thôi mọi người. Đến đây trải nghiệm mà không ngờ là đã trở thành một chú rể bắt đắc dĩ luôn. Bây giờ thì họ sẽ biểu diễn điệu múa súng Ba Sa. Người Ba Sa tự nhận là hậu vệ của người Sivu. Tương truyền rằng tổ tiên của họ để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù đã phải đi trốn khắp nơi. Cuối cùng thì tìm thấy khu rừng nguyên sinh này và đây là nơi ẩn náu cuối cùng của họ. Vì vậy nên họ đã tôn thờ cây cối như những vị thần đã bảo vệ mình. Đối với người Miêu ở Ba Sa thì cây súng không chỉ là công cụ để tự vệ, để bảo vệ làng mà còn là vũ khí săn bắn nữa. Vũ điệu súng này bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với thần cây và sự tôn kính của họ đối với cây súng. Đây quả thật là một sự pha trộn giữa văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và thể hiện được lòng tin yêu của người dân làng đối với tổ tiên của họ. Có một cái vé có giá là 40 tệ để vào đây để xem tiết mục biểu diễn trong vòng 50 phút. Và thật sự là trong vòng 50 phút này thì mình không thể nào rời khỏi cái sân khấu này. Tại vì có rất là nhiều hoạt động mà gây thích thú, tò mò cho mình. Đối với những người Hán, người dân tộc Hán thì họ cũng rất là thích thú. Nên là một người nước ngoài như mình thì chưa bao giờ được trải nghiệm một cái văn hóa rất đặc sắc như thế này. Nên là cảm thấy rất là hay và thú vị. Không biết là lại tiếp tục mời một khán giả lên sân khấu không biết để làm gì. Bây giờ đến một tiết mục đặc sắc nhất, đó là cắt tóc. Nhưng mà lại mời một du khách, một khách du lịch đến đây để cắt tóc. Bây giờ thì mọi người hãy cùng xem cái văn hóa độc lạ của người Miêu ở đây nha. Người ta họ sẽ không dùng kéo để cắt tóc mà dùng một cái lưỡi liềm để cạo đầu và chừa một cái chùm tóc ở phía trên đầu. Và diễn viên hôm nay không phải là người bản địa mà là một khách du lịch. Ở Ba Sa thì không có một tiệm cắt tóc nào cả, mỗi người đàn ông đều là một thợ cắt tóc. Nên là người ta sẽ không cần ra tiệm để cắt tóc luôn. Cái liềm để cạo đầu cho du khách này chính là liềm mà người ta dùng để cắt lúa hàng ngày đó mọi người. Phương ngồi ở dưới khán đài cảm giác rất là run luôn, không biết là cái anh được cắt tóc này anh đang nghĩ như thế nào. Cắt tóc xong thì lấy khăn để lau chùi thôi, không dùng bất kỳ một hóa chất nào để làm cho tóc mềm lên, để cạo cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 谢谢你，啊，因为非常的又急，来一个，因为场地，因为场地，好，谢谢你。 có hoạt động này cũng khá là thú vị, thì du khách sẽ cùng với người bản địa ở đây thực hiện cái điệu múa của người dân tộc Miêu. Cái
Kết thúc buổi biểu diễn thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau múa điệu múa khèn của người Miêu với ý nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa. Đối với các cô gái người Miêu mặc áo quần sặc sỡ không chỉ để cầu nguyện, mà trong làng của người Miêu thì giao thông rất là bất lợi, rất ít cơ hội để tìm thấy bạn trai, nên qua điệu múa khèn này các cô gái cũng có cơ hội để thể hiện được vẻ đẹp của mình. Nếu chàng trai phải lòng cô gái thì sẽ đem cây khèn của mình đến trước mặt cô gái và thổi một bài nhạc để tán tỉnh, thể hiện lại tình cảm. Đây là cách thể hiện tình yêu của họ theo phong tục xa xưa. Nếu cô gái cũng phải lòng chàng trai thì sẽ chủ động gửi một dây đai tương tự cho chàng trai mình thích. Vì vậy trong những buổi múa khèn như thế này cũng được xem là buổi hẹn hò độc nhất vui nhị của người Miêu, để nam thanh nữ tú người Miêu có thể tìm được bạn đời của mình. Không, ở trong cái khu này thì Phương thấy cách là làm du lịch cũng khá là hay. Người ta họ sẽ không có xem, không có trả tiền công bao nhiêu tiền một ngày cả. Mà nếu mà khách đến nhiều thì người ta họ sẽ trả tiền nhiều, còn khách đến ít thì trả tiền ít. Cho nên là mọi người cùng nhau làm du lịch thấy điều đó cũng rất là hay. Khu này thì cũng có khách sạn. Trong cái trại này thì cũng có khách sạn, nhưng mà hôm nay là ngày lễ cho nên là có khả năng là đã bị đặt hết rồi. Không biết là tối nay thì tụi Phương có đặt được khách sạn không? Xem xong các tiết mục của người Miêu ở Ba Sa thì cảm giác rất là thích thú, nên tụi Phương đã quyết định ở lại một đêm để đi xem bên trong ngôi làng, nơi sinh sống của người Miêu ở đây như thế nào. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để xem ở những video sau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.